đã trở lại với kênh YouTube của Vy Benguy. Và sau video Makeup Look sinh nhật thì hôm nay mình lại tiếp tục với chủ đề makeup. Và video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn makeup tông màu tím, một tông màu mà mộng mơ rất là nhiều bạn nữ thích. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu thôi. Sau khi đã skin care thì sản phẩm đầu tiên Vy dùng là Bia Longwear Cushion màu số 23. Vì da mình hơi ngâm nên sản phẩm mình chọn màu 23. Nếu bạn nào có da trắng sáng thì nên dùng màu 21 nha, để cushion tiệp với màu da. Còn muốn da trắng hồng baby thì các bạn nên chọn màu số 17. Tiếp theo, Vy sẽ dùng Bia Lash Concealer để che quầng thâm mắt, hai bên cánh mũi, khóe miệng và những chỗ có mụn nhỏ để cho makeup look thêm mịn màng. Ngoài ra, concealer cũng có thể làm highlight cho sống mũi. Tiếp theo, Vy sử dụng phấn phủ Blur Powder Puff để kiềm dầu và giúp cho mình giữ được makeup look lâu hơn và đẩy cho tông màu của ngày hôm nay sáng hơn. Đến với các bước quan trọng, Vy sẽ tô điểm những màu tím đầu tiên lên mắt. Trước hết thì Vy dùng một màu nhạt, màu tím nhạt là màu 02 của Bia để đánh lên 1/2 phía trên của mắt. Tiếp theo thì Vy dùng một màu tím giống như là màu tím ruốc để tán đều phần mắt còn lại và nhấn vào phần đuôi mắt, hốc mắt cho mắt thêm đậm và sắc. Tương tự, mắt dưới cũng được làm như vậy, nhưng có điều sẽ nhạt hơn ở trên một chút. Tiếp theo, Vy dùng màu nhũ để cho đôi mắt lung linh hơn. Thì như video trước Vy đã nói, đối với phấn nhũ thì chúng mình nên dùng tay để apply vì hầu hết phấn nhũ đều không bám vào cọ. Sau khi hoàn thành màu mắt thì Vy sẽ đến với bước eyeliner. Vy sẽ dùng màu tím. Mắt Vy thuộc dạng hai mí nhưng mỏng nên tạm gọi là mí lót. Do vậy Vy chỉ kẻ một đường eyeliner mỏng và là phù hợp nhất. Tiếp theo thì Vy dùng mascara Lash Salon Mascara màu đen để tô cả mi trên lẫn mi dưới để cho mắt của Vy trông to hơn. Tiếp theo thì Vy sẽ đánh má hồng màu 01 của Eclipse, màu này là màu tím nhạt. Vy sẽ đánh từ dưới gò má, đánh kéo lên hoặc là các bạn có thể đánh từ trên xuống theo cái chiều cọ và chiều gương mặt của các bạn để cho gương mặt thon thả hơn. Và phần cuối cùng trong makeup look ngày hôm nay thì Vy sẽ dùng son màu 05 của Bia, là một màu tím rất là xinh. Và vì môi của Vy là thuộc dạng mỏng cho nên là mình sẽ đánh full môi để môi trông dày dặn hơn và đẹp hơn. Vậy là makeup tông tím ngày hôm nay đã xong. Và nếu như bạn thích makeup look ngày hôm nay thì hãy cho Vy một like. Đừng quên là hãy subscribe channel của Vy để nhận thông báo cho các video tiếp theo. Mà nếu như các bạn có cái gợi ý cho cái chủ đề tiếp theo của Vy thì hãy để lại comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong các video lần sau.